Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ một điều khá riêng tư. Nếu bạn từng cảm thấy thất bại trong đầu tư, hãy biết rằng bạn không hề đơn độc đâu. Mình cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Trải qua nhiều năm, mình đã rút ra được những bài học xương máu. Và hôm nay, mình muốn cùng các bạn trò chuyện về cách vượt qua những rào cản tâm lý khi đối mặt với thất bại trong đầu tư. Trước hết, hãy chấp nhận rằng thất bại là một phần của hành trình. Thật dễ để nản lòng, nhưng mọi nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm đều đã từng đối mặt với khó khăn. Bí quyết nằm ở việc coi mọi thất bại là một cơ hội để học hỏi. Hãy xem mọi sai lầm là một bài học quý giá đưa bạn tiến gần hơn đến thành công. Tiếp theo, hãy rèn luyện sự tách biệt cảm xúc. Mình biết điều này nghe có vẻ khó khăn, nhưng nó thực sự quan trọng. Khi bạn quá đắm chìm trong cảm xúc, khả năng phán đoán của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Hãy lùi lại một bước, hít thở sâu và đánh giá tình hình một cách khách quan. Hãy nhớ rằng, đó chỉ là tiền bạc, sự an yên trong tâm trí bạn còn giá trị hơn nhiều. Một lời khuyên quan trọng nữa là hãy đặt ra những kỳ vọng thực tế. Đừng mong đợi giàu có sau một đêm. Thị trường luôn biến động và khó lường. Hãy đặt ra những mục tiêu dài hạn và đừng để bị lung lay bởi những biến động ngắn hạn. Kiên nhẫn là một đức tính tốt trong đầu tư. Hãy vây quanh mình bằng một cộng đồng hỗ trợ. Tham gia các nhóm đầu tư, diễn đàn hoặc tìm một người cố vấn. Việc chia sẻ kinh nghiệm và lắng nghe câu chuyện của người khác có thể mang lại sự an tâm đáng kinh ngạc. Bạn sẽ nhận ra rằng thất bại là sợi dây chung kết nối tất cả các nhà đầu tư. Ngoài ra, hãy tiếp tục trau dồi kiến thức, đọc sách, tham gia các khóa học và cập nhật xu hướng thị trường. Bạn càng có nhiều kiến thức, bạn sẽ càng cảm thấy tự tin hơn. Kiến thức là sức mạnh và nó giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt. Cuối cùng, hãy thực hành lòng trắc ẩn với chính mình, hãy đối xử tốt với bản thân. Thật dễ để rơi vào vòng xoáy tự trách móc, nhưng điều quan trọng là phải ghi nhận nỗ lực và tiến bộ của bạn. Hãy ăn mừng những chiến thắng nhỏ và tự khen ngợi bản thân vì những bước tiến bạn đang thực hiện. Vì vậy, gửi đến tất cả các nhà đầu tư đang cảm thấy chán nản, hãy nhớ rằng thất bại không phải là dấu chấm hết, đó là bước đệm để tiến tới thành công. Hãy tiếp tục học hỏi, giữ vững kiên nhẫn và quan trọng nhất, hãy tin tưởng vào bản thân. Bạn có thể làm được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau. Nhớ follow kênh để cập nhật video bổ ích và bài học quý giá nhé.